chiên sạch chuột bông bồn này này chiên tới bông bồn này làm bao cho chiên bông bồn này thì chúng ta ăn chỗ tới bông bồn đang khai nhá đang chờ hơi chặt khai chỗ mà nó bán không bông chẳng kịp sẽ bay cái chuông nhau ôn sẽ bay chỗ nhưng cái chuột sẽ bay anh hơi vòng ôn thực sự với anh chân hơi ôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bye.